250. Tô Paranoa Bà Dạ. Dịch: Trừ nạn chim cánh vàng. Kệ: Kim Sí Điểu nạn diệu liên hoa, giải thoát túc nghiệp hằng hà sa, tích công lụy đức tu Bát Nhã, viên mãn bồ đề tảo hồi gia. Nghĩa là: nạn chim cánh vàng diệu liên hoa, giải thoát nghiệp cũ các sông hằng, tích công bồi đức tu trí huệ, viên mãn bồ đề sớm giác ngộ. Giảng giải: đây là câu cuối cùng của 16 câu trừ tất cả tai nạn. 16 câu bắt đầu từ Ra Xà Bà Dạ đến câu Tô Paranoa Bà Dạ. Bạn muốn trừ tất cả tai nạn thì phải luôn luôn niệm 16 câu chú này rất là cảm ứng. Mà một câu chú này là giải trừ nạn chim đại bàng cánh vàng. Niệm một câu chú này thì sẽ không bị chim dữ làm tổn thương. Ví như chim ưng hung dữ thường thường ăn gà con, chim con và tất cả động vật nhỏ. Chim đại bàng cánh vàng cũng là một trong loài chim hung dữ. Nạn chim cánh vàng diệu liên hoa. Tô Paranoa dịch là diệu liên hoa, là hộ pháp Tây Phương A Di Đà Phật Liên Hoa Bộ. Mọi người đều biết chim đại bàng cánh vàng chuyên môn ăn rồng. Chúng quạt một cái thì nước biển cạn khô, loài rồng lộ ra. Chúng dùng mỏ đớp một cái thì giống như chúng ta ăn cơm, đớp một lần mười mấy con rồng. Rồng mà gặp chim đại bàng cánh vàng thì mềm nhũn, thần thông gì cũng chẳng còn nữa, cũng chạy không được. Tại sao vậy? Rồng vốn cũng có thần thông rất lớn, nhưng khi nhìn thấy chim đại bàng cánh vàng thì kinh hãi đến nỗi thần thông gì cũng không còn nữa, chỉ ở đó chờ làm mồi cho chim cánh vàng. Do đó, con cháu của Long Vương gần như bị tuyệt chủng. Lão Long Vương thần thông lớn hơn một chút nên trốn thoát được, vẫn chưa bị làm mồi cho chim cánh vàng. Bèn đến chỗ Đức Phật cầu cứu. Đức Phật bèn cho tấm y cà sa, kêu lấy chỉ y cà sa cột lên mỗi thân rồng, thì chim đại bàng cánh vàng không thể ăn được nữa, vì y cà sa là bảo bối của Phật. Sau đó, chim đại bàng cánh vàng không tìm được rồng để ăn. Chim đại bàng cánh vàng cũng có thần thông, biết Phật cứu loài rồng, do đó bèn đi đến chỗ Đức Phật nói: Đức Phật, Ngài từ bi cứu loài rồng, nhưng tôi sắp chết đói, không có gì để ăn. Phật bèn nói: Người phải ăn chay, đừng sát sinh nữa. Sau này đệ tử của ta trước khi ăn cơm sẽ lấy ít cơm nhường cho ngươi ăn. Các ngươi cũng nên ăn chay theo. Đức Phật bèn dạy các đệ tử của Ngài, về sau trước khi dùng cơm trưa nên đem 7 hạt cơm cúng cho chim đại bàng cánh vàng. Cho nên thí thực nói: Đại bàng kim sí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn. Chim đại bàng cánh vàng có thức ăn rồi, không còn bắt rồng ăn nữa. Mọi người đều bình an vô sự, cùng sống hòa bình với nhau. Chim đại bàng cánh vàng cũng ăn chay, rồng con rồng cháu cũng đều sinh tồn. Giải thoát nghiệp cũ các sông hằng. Thuở xưa chúng ta tạo nghiệp e rằng còn nhiều hơn số cát sông Hằng. Nhưng cái bạn niệm câu chú này thì nghiệp chướng nhiều như số cát sông Hằng đều tiêu diệt. Tích công bồi đức tu Bát Nhã. Công chẳng phải một sớm một chiều mà làm thành, phải tích lũy từng chút từng chút. Tuy việc thiện nhỏ, bạn cứ làm, từng chút sẽ thành nhiều. Bạn làm một lần, hai lần, ba lần thì sẽ lớn nhiều. Cho nên phải tích công. Đức hạnh tức là thường làm việc tốt, giúp đỡ người khác. Sở dĩ thế giới chưa đến ngày cuối là vì còn có người làm đủ thứ công đức. Nếu mọi người đều không biết làm việc tốt thì thế giới sẽ hoại không. Bạn thấy hiện tại khắp nơi đều có thiên tai nhân họa. Đây là hiện tượng biểu thị kiếp hoại. Viên mãn bồ đề sớm giác ngộ.
Tu hành khai mở đại trí huệ thì đắc được đại giác ngộ. Khi đến được chân chánh có đại trí huệ thì mới có thể trở về cõi thường tịch quang tịnh độ, cố hương vốn có, sẽ không còn sinh tử trôi nổi khắp nơi bên ngoài. Ha ha ha, 问什么的说呵。